Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Theo các quan chức Israel và Iran chia sẻ vừa qua thì cuộc tấn công của Israel vào Iran sáng 26 tháng 10 đã phá hủy các hệ thống phòng không được thiết lập để bảo vệ một số nhà máy lọc dầu và hóa dầu quan trọng, cũng như các hệ thống phòng không bảo vệ một mỏ khí đốt lớn và một cảng lớn ở miền Nam Iran. Đáng lưu ý, ngoài các hệ thống phòng thủ kể trên, Israel còn vô hiệu hóa thêm 3 hệ thống phòng không S-300 mà Nga cung cấp cho Iran, nâng tổng số tổ hợp S-300 bị tê liệt bởi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran lên 4 hệ thống. Theo trang tin Kusho Info của Israel, S-300 được xem là xương sống của mạng lưới phòng không Iran, song tổ hợp tên lửa Nga đã cho thấy sự kém hiệu quả trước tên lửa Israel. Đồng thời, Kusho Info lưu ý thêm rằng, hơn 100 máy bay chiến đấu của Israel đã xuất kích tấn công Iran giáng một đòn mạnh khiến mạng lưới phòng không Iran phải mất nhiều năm để khôi phục. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận nào về thiệt hại của các hệ thống phòng không S-300 sau cuộc tấn công của Israel. Tuy nhiên, truyền thông Nga đã đồng loạt đưa tin về diễn biến này. Đáng chú ý, kênh truyền hình Emirati Sky News Arabia dẫn một nguồn tin cho biết Nga đã gửi cảnh báo tới Iran về cuộc tấn công vài giờ trước khi Israel bắt đầu hành động. Cụ thể, khi chiến dịch không kích của Israel sắp bắt đầu, Nga đã cảnh báo Iran bằng cách chia sẻ thông tin tình báo về các mục tiêu tiềm năng của lực lượng phòng vệ Israel IDF và các hành động được dự đoán có thể xảy ra. Theo nguồn tin, hành động của Nga nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác với Iran để giảm căng thẳng khu vực. Nhờ nhận được thông tin từ Nga mà Iran đã có thời gian chuẩn bị và giảm quy mô thiệt hại từ cuộc tấn công của Israel. Mới đây, ảnh vệ tinh cho thấy các cuộc không kích của Israel hôm 26 tháng 10 đã đánh trúng các tòa nhà là nơi sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo của Iran. Đánh giá trên do ông David O'Brien, cựu quan sát viên về vũ khí của Liên Hợp Quốc, hiện là người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế. Và ông Decker Ivalet, một nhà phân tích tại tổ chức nghiên cứu CNA, có trụ sở tại Washington đưa ra. Theo hai nhà nghiên cứu, Israel đã tấn công khu phức hợp quân sự Pachin, cũng như địa điểm sản xuất tên lửa Khojia, cả hai đều nằm gần thủ đô Tehran. Hồi tháng 7, Reuters đưa tin địa điểm sản xuất tên lửa Khojia đang được mở rộng. Ông Ivalet cho rằng các cuộc không kích của Israel có thể đã làm cản trở đáng kể khả năng sản xuất hàng loạt tên lửa của Iran. Quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành 3 đợt tấn công vào các nhà máy tên lửa và các địa điểm khác gần Tehran và ở phía tây Iran vào sáng sớm 26 tháng 10 để trả đũa vụ Iran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel hôm 1 tháng 10. Iran nói rằng Israel đã sử dụng đầu đạn rất nhẹ để tấn công hệ thống radar biên giới ở các tỉnh Ilam, Khuzestan và xung quanh Tehran. Bộ Tổng thống Iran cho biết trong một tuyên bố, các kế hoạch của đối phương đã bị ngăn chặn khi xâm nhập không phận của Iran và cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại hạn chế. Ông Ivalet nói rằng, hình ảnh từ Planet Labs, một công ty vệ tinh thương mại cho thấy một cuộc không kích của Israel đã phá hủy hai tòa nhà ở Khojia là nơi trộn nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo của Iran. Theo hình ảnh mà Reuters đã xem, các tòa nhà được bao quanh bởi các bờ đất cao những công trình như vậy có liên quan đến hoạt động sản xuất tên lửa và được thiết kế để ngăn chặn vụ nổ từ một tòa nhà kích nổ các vật liệu dễ cháy trong các công trình gần đó. Thông qua hình ảnh của Planet Labs về Pachin, nhà phân tích Evelet đánh giá Israel đã phá hủy các tòa nhà trộn nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo của Iran và một nhà kho. Nhà nghiên cứu Ombrai cũng đã xem hình ảnh vệ tinh thương mại và có nhận định tương tự về đòn tấn công của Israel và Pachin. Tuy nhiên, ông không nêu tên công ty cung cấp hình ảnh đó ông Ivelet nhận định. Israel cho biết, họ nhắm vào các tòa nhà chứa máy trộn nhiên liệu rắn của Iran. Những máy trộn công nghiệp này rất khó sản xuất và bị kiểm soát xuất khẩu. Iran đã nhập khẩu nhiều máy trộn trong nhiều năm với chi phí rất lớn và họ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thay thế chúng. Ông Ivelet cho rằng, với một hoạt động hạn chế, Israel có thể đã giáng một đòn mạnh vào khả năng sản xuất hàng loạt tên lửa của Iran và khiến bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào trong tương lai của Iran cũng sẽ khó xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel hơn. Iran có kho tên lửa lớn nhất Trung Đông. Theo giới chức Mỹ, Iran đã cung cấp tên lửa cho Nga, lực lượng hậu thủy ở Yemen và lực lượng dân quân Hezbollah ở Liban. Theo Independent, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích buổi vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở bang Texas. Sự kiện của bà Harris diễn ra trong khi Israel tiến hành ba đợt công kích trả đũa vào lãnh thổ Iran. Ông Trump cho biết, mọi người vừa được chứng kiến sự quản lý tệ hại từ những con người thiếu năng lực. Mọi người biết bà Harris đang ở đâu chưa? Bà ấy bận nhảy múa và tiệc tùng trong khi Israel tấn công Iran. Trong khi chúng ta cố gắng làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì bà ấy tiệc tùng với Beyoncé. Trong bình luận của mình, cựu Tổng thống Mỹ cũng phản bác việc bà Harris liên tục công kích cá nhân ông. Tiếp đó, ông Trump chuyển sang công kích chuyện bà Harris, gọi mình là phát xít. Trước đó vào hôm 23 tháng 10, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, bà Harris tuyên bố, có, tôi tin ông Trump là phát xít. Bà Harris nói rằng ông Trump từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Hitler trong thời gian ở Nhà Trắng. Phó Tổng thống Mỹ được cho là đã lấy thông tin này từ cựu tránh văn phòng của ông Trump. Bà Harris lên án. Sự ngưỡng mộ của ông Trump với Hitler là vô cùng đáng lo ngại và nguy hiểm. Dường như đây là con người thật của ông ta. Ngay sau đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã lên tiếng phản bác tuyên bố của bà Harris, gọi đây là những lời nói dối trắng trợn và không đúng sự thật. Tại thành phố Traverses hôm 26 tháng 10, ông Trump đã chỉ trích, bà Harris đang dẫn đầu một chiến dịch thù ghét. Tôi nghĩ họ đang bắt đầu gọi tôi là kẻ độc tài. Ban đầu họ gọi tôi là tên độc tài, không hiệu quả, Họ chuyển sang nói tôi là thiên tài xấu xa, chẳng si nhê. Giờ họ lại quay về luận điểm độc tài. Họ còn không biết mình đang làm gì, những linh hồn tội nghiệp đó. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 bước sâu vào giai đoạn nước rút với cả hai ứng viên so kè nhau, sắp xỉ một điểm phần trăm trong hầu hết các cuộc thăm dò lớn. Khảo sát toàn quốc của báo New York Times kết hợp cùng Đại học Siena cho thấy bà Harris nhìn hơn ông Trump chưa đến một điểm phần trăm, với cả hai cùng đạt gần 49% tỷ lệ ủng hộ. Khảo sát của báo Hill cũng cho thấy ứng viên đảng Dân Chủ nhìn hơn chỉ 0,8 điểm phần trăm. Trong khi đó, khảo sát của Wall Street Journal hào phóng cho ông Trump hơn khoảng 2 điểm phần trăm. Mới đây, khi phát biểu cho cuộc vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania, cựu Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến bà Harris, bầu bẩy làm tổng thống sẽ đồng nghĩa với việc đánh cược hàng triệu mạng sống. con trai, con gái của mọi người sẽ bị gọi nhập ngũ chiến đấu ở những quốc gia xa lạ. theo ông trump, bà harris hoàn toàn không có năng lực làm tổng thống và sẽ không thể đối phó với lãnh đạo các cường quốc khác mà mỹ coi là đối thủ. ông nói bà ấy chắc chắn sẽ khiến chúng ta xa vào thế chiến ba. cựu tổng thống lặp lại các tuyên bố trước đây khẳng định những xung đột như xung đột israel hamas ở giải gaza sẽ không xảy ra nếu ông là tổng thống cam kết ngăn cản thế chiến 3 ngay cả khi Mỹ chưa từng đến gần với cuộc xung đột đến thế. Trước đó, phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang California, ông Trump hứa rằng nếu được bầu làm tổng thống vào tháng 11, ông sẽ hành động khẩn trương và nhanh chóng để cứu nước Mỹ và cứu người dân California khỏi những thất bại tồi tệ của ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris. Ông Trump nói thêm rằng trong thời gian nắm quyền tại Nhà Trắng, ông đã giữ nước Mỹ an toàn không có xung đột trong cuộc tranh luận với đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris hồi tháng 9, ông Trump cũng cảnh báo nếu Đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử tháng 11 tới, nước Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị kéo vào Thế chiến 3. Ông cáo buộc chính quyền Mỹ hiện tại thậm chí còn không cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine, mặc dù thực tế là cuộc khủng hoảng này đang rất cần được giải quyết. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng ông là người duy nhất có khả năng ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu. Ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử, Thậm chí trước khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, mặc dù các chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ. Mỹ là quốc gia hậu thuẫn Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột tại nước này bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022. Chính quyền tổng thống Biden đã cung cấp cho Ukraine khoảng 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ về quân sự và kinh tế. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến giai đoạn nước rút, kết quả khảo sát mới nhất cho thấy ông Trump và bà Harris đang ngang nhau về tỷ lệ ủng hộ, chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử.